Phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ, Thủ tướng đặt ra các vấn đề, kinh nghiệm của Trung Quốc và Hàn Quốc đã làm gì để hồi phục nhanh như vậy? Việt Nam làm thế nào để vực dậy, vượt qua khó khăn vì dịch bệnh? Làm sao để người dân và doanh nghiệp chủ động tự cứu mình, tự tái cơ cấu, tự vươn lên mà không ỷ lại? Thủ tướng đề nghị cần phải đi sâu vào những biện pháp mà trách nhiệm chính phủ và địa phương phải lo, phải chủ động tìm thị trường đầu ra, tìm biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Làm sao có những biện pháp để mà cùng với đầu tư nhà nước phải tìm đầu tư xã hội. Đầu tư xã hội bao gồm FDI và kể cả tư nhân. Làm sao phải nhân dịp này mà tái cơ cấu lại doanh nghiệp và nền kinh tế, tái cơ cấu thị trường, tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất, đào tạo, rồi đặc biệt là trang bị, vân vân. Một cái tinh thần chúng ta lo sản xuất, phát triển sản xuất, nhưng mà lo đời sống của nhân dân, giữ doanh nghiệp, giữ công nhân, ổn định vĩ mô, làm sao cung cấp được hàng hóa đầy đủ cho người dân trong cái lúc diễn ra dịch bệnh và sau dịch bệnh. Lương thực thiết yếu, một số mặt hàng mà ảnh hưởng đến CPI phải được ổn định, cung cấp hàng hóa, nghiêm cấm buôn gian, nâng hàng, nâng giá. Thủ tướng đề nghị tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tổng hợp hoàn thiện báo cáo ngắn gọn tại hội nghị. Thủ tướng đồng ý giải pháp nào thuộc thẩm quyền của chính phủ, bộ, ngành, địa phương, những gì thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong phiên họp tháng 3. Phải theo tinh thần nhanh, tinh thần của thời chiến, nhưng không được lợi dụng để tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm trong xử lý chính sách ban hành. Thủ tướng đề nghị trong phần nội dung cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mà bộ ngành đã đề xuất với tinh thần càng khó khăn thì càng quyết tâm và càng phải đoàn kết nhất trí cao. Về đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết hết số vốn còn lại của năm 2019 và kế hoạch của năm 2020. Làm quyết liệt các dự án trọng điểm, có chế tài xử lý nghiêm minh, đặc biệt là các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh có quản lý vốn. Anh nào làm có khối lượng rồi, cho chuyển giải ngân cũng là biện pháp. Anh nào làm dở dang thì càng phải tập trung để làm phát huy hiệu quả. Về hỗ trợ lao động và đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng thống nhất 6 điểm mà Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã kiến nghị, báo cáo chính phủ để thực hiện ngay. Về tín dụng tiêu dùng, thống nhất đề nghị của Bộ Công Thương, giao Bộ Công Thương cùng Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế cụ thể để kích cầu mạnh mẽ. Thủ tướng nêu rõ, việc phục vụ 100 triệu dân trong nước có cuộc sống ổn định hơn là nhiệm vụ chính trị của Đảng, của chính phủ. Về phương án đảm bảo an ninh trật tự, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần nghiên cứu tổng hợp một cách đầy đủ các giải pháp tình huống có thể xảy ra. Ngay trong tối qua, Thủ tướng đã công bố chỉ thị về phòng chống COVID-19 gần như một tình trạng khẩn cấp để có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ, có hiệu quả, không để dịch bùng nổ ở Việt Nam. Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang có dịch, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đi từ vùng dịch. Đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh. Những dịch vụ không cần thiết trong lúc này thì tạm thời đóng cửa. Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế bay từ hai thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài.